lại. Thằng rời đánh bóng lâu rồi. Bóng ơi. Hả? Bố ơi, con hả? Ê, tao gọi sao mày cũng chưa? Hả? Dạ. Thì con nghe thấy đấy chứ. Nghe thấy tại sao mày cũng chưa? Nhưng mà bố bảo con là khi học hết sức tập trung, có súng bắn bên tay, không được giật mình. Con thế thì con chỉ nhất nhất làm theo rồi. Tao dặn mày là dặn về cái phương diện nghe thôi, rõ chưa? Thế còn mày cũng đầy đủ thiên long nhãn như thiên hạ. Tao hỏi mày cháy nhà mày có nhìn thấy gì không? Cháy nhà thì đã có bố rồi. Con chỉ việc học thôi. Học là một việc rất cao quý. Thì bố để làm gì? Tao để làm gì? Thì bố để nhóm lò này, đun nước này, nấu cơm này, giặt quần áo, quét nhà, mắc màn, vân vân và vân vân. Con ơi, ai dạy con những cái điều hoa mỹ dễ thương thế? Mẹ ạ. Vâng. Mẹ con dạy như thế à? Vâng. Con bảo là do ngày trước bố không học hành ở nó tử tế. Nên bố thấy bây giờ con khổ không? Phải học thay bố. Mẹ còn dặn lại đó, con không được giúp bố bất cứ một việc nào hết. Để bố tự làm. Nếu như con mà giúp bố thì bố sẽ có thời gian để đi đánh đề, đánh lô này, tổ tôm này, rồi chọi gà, vân 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 vân. Thôi, con khổ, con nạn thân tôi rồi. Thôi ông con rời, mời ông vào trong nhà. Ông cắm mặt vào quyển sách, rõ chưa? Việc của ông là cứ cắm mặt vào quyển sách. Em chào bà chị. Vâng, cửa hàng nhà bà chị dạo này xem có vẻ phong phú lắm nhỉ. Chú mua đồ của tôi đi, đồ của tôi lúc đang bán mềm giá hơn cửa hàng khác đấy. Nói tóm lại là chị cho em hỏi là cái National là chị bán thế nào? Quà này là 1.000. 1.000 cơ? Thế mà chị vừa bảo là giá cả cửa hàng chị mềm lắm. Em nói thật với chị nhá, ở cái cửa hàng bên kia kìa, cái mẫu má National nó chẳng khác gì cái mẫu của chị cả. Mà nó lo lại này còn có cái viền đỏ đây này. Nó bán có 950 đồng thôi. Tôi rất ghét người đi khảo giá các nơi rồi về đây mua của tôi đấy. Tức là chị quyết định chị chém em thêm 50 đồng nữa. Rồi, tôi đi hỏi giá. Được. Em nói thật với bà chị là em bắt đầu em thấy em thích chị đấy. Nhưng mà tôi hỏi chú nhá, hôm nọ tôi thấy chú xách một cái quạt máy điện về. Cái này chỉ đi quạt lò thôi, cứ mua về làm gì? Em nói thật với bà chị, mà quạt máy của nhà em ấy, em chỉ sử dụng khi mà con em nó ốm, vợ em nó đau, còn hoặc là chính bản thân em trực tiếp ốm, em mới dùng quạt máy. Chứ còn chị bảo là bây giờ khỏe thế này mà này không dùng tay nên để quạt thế này mà lại dùng quạt máy thì nó lãng phí điện lắm chị ạ. Nhà em nổi tiếng là luyện thép đấy. Nhà chú sản xuất thép à? Thế nhà chú cạnh tranh với nhà máy thép Thái Nguyên à? Không, bà chị tiếu nầm đấy. Nói như chị thì cũng đúng. Quan điểm của nhà em ấy là tiết kiệm chi tiêu ngân sách cho gia đình ở cái mức độ gọi là tuyệt đối. Chị đã bao giờ nghe cái câu thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đổ chưa? Cái câu mà cụ nói là keo cú người đâu như cướp sắt, tham lam miệng thở những hơi đồng. Chị có nghe câu đấy không? Chưa nghe thấy bao giờ. Thế chị có biết là cụ nói cái câu mà tham lam miệng thở những hơi đồng ý cụ nói gì không? Không. Ý cụ nói là cụ rất thích những cái người mà cứ mở mồm ra ấy là nói đến tiền. Thế thì cụ giống tôi giống cụ ấy đấy. Tôi thích bần tê lắm, nhưng mà tiền cơ. Chứ còn thơ thì tôi chả hiểu mấy đâu chú ạ. Thế nhưng mà em nói thật với chị, em lại không phục vụ ở cái câu thơ là một người làm quan cả họ được nhờ. Cái câu đấy thì em lại không phục. Cái họ nhà em ấy thì lại ngược lại. Họ nhà em nói là như này nhá, một người ký bo thì cả họ mới được nhờ cơ. Sao lại một người ký bo cả họ được nhờ? Thì mình có ký bo thì mình mới giàu được. Chị không nghe các cụ nói là tích nhiều thành đại à? Đấy, thế là mình phải tích chữ thật nhiều vào thì mình mới trở nên giàu có được. Thế nhưng mà bà chị này, quan điểm của em là phải tiết kiệm. Cho nên là từ ngữ cho đến việc làm là em cũng phải rút gọn hết. Kia bâu thì
em nói là keyboard cho nó ngắn. À. Chị hiểu? Chú nói hay lắm. Tôi sẽ ghi vào đây về tôi phổ biến cho mọi người nghe. Rồi thì nó than thì ướt. Nó thì cứ dãi thẻ ngoài cửa hàng với cái quạt máy. Còn mình cứ cắm đầu vào than khói thế này. Trời ơi. Khói này. Lên lửa đi. Ơi, công đức lên đâu rồi? Ơ, hay, ông này dừng mỡ à? Tại sao cho nước vào than thế hả? Bà nhìn lại tôi đi, bà nhìn lại bà đi, xem ai nhiều mỡ? Chán lắm rồi. Chán chán cái gì? Đã bảo mua cái bếp ga cho người ta dùng, cho nó đỡ bị khói, thì nó bắt cái keyboard phải tiết kiệm, phải đun than tổ ong để tích cóp làm dầu cơ. Tất cả các cái nhà mà gọi là dầu ấy. Có ai người ta dùng bếp than tổ ong không? Người ta dùng toàn bếp ga thôi. Tại sao mình thì cứ phải bếp than tổ ong thế này hả? Khổ lắm rồi. Mình ơi. Cái gì? Mình không nhớ cái câu nói à, tiết kiệm là quốc sách. Ai chả biết. Người sống hay là sống có ích, sống vinh quang, sống biết tiết kiệm. Mình này, sáng nay nhá, em gặp một thằng bé ít tuổi nhưng mà trí rất lớn. Nó có câu thơ, nghe hết sức thuyết phục. Thơ thế nào? Một người ki bo cả họ được nhờ. Bỏ đi, để sau này gia đình nhà mình rạng rỡ. Chờ đến lúc bà làm cho gia đình rạng rỡ thì mắt tôi tét rồi, tôi mù rồi. Ôi đừng nói thế, mình có biết bây giờ ga bao nhiêu không? Bao nhiêu? Bây giờ nhá, ga hơn 300 một bình. Biết rồi. Gạo thì bao nhiêu? Gạo á? Ôi dồi, em mua 21.000 một cân đây này. Có thế mà cũng phải hỏi. Này, nhà mình nhá, ăn 2 cân nhá. Nhưng mà bây giờ chỉ ăn 1 cân thôi. 2 năm sau em bảo đảm xuất khẩu gạo luôn. Ai chả biết là tiền nó mất giá. Ai chả biết bây giờ là toàn ga dởm. Ai chả biết là bình ga nạp lại là không an toàn. Là dán nhãn mác giả. Đấy, thế mà nhà mình mà dùng á, không biết dùng á, nó nổ thì chết. Biết thế hồi xuất khẩu bên Tây, ở bén lại bên ấy cho nó sau. Tự nhiên dỗi hơi hứng lên mò về, lấy phải con vợ cái gì nó cũng hơn mình. Có lẽ thằng con cũng hơn mình nốt với bực chứ đi. Sao mà đời tôi khổ thế chứ đi. Mình ơi, mình đừng kêu khổ. À được rồi, để em ra ngoài vỉa hè, em mua cho mình một cái kính tàu. Cái gì lên giá cho kính tàu 10.000 hai cái. Mình đeo vào quạt lò, vừa đeo cho nó đẹp nữa. Đây. Nó cứ ra khỏi nhà là mình nghĩ mẹ con nó làm cái gì cũng trái. Mà nó cứ ngồi cạnh mình nó thưa thốt cái mình nghe hóa thành phải. Mà nói phải thì củ cải nó phải nghe. Chả lẽ tôi không nghe lời bà. Khổ lắm. Mình quạt đi nhá. Ây. Cái gì? Mình cứ thế mà quạt. Chứ sao lại bỏ ra? Ướt nhau rồi thì phải thay viên khác. Nhưng mà nhà không có khuôn đúc lại. Bây giờ quạt đi, gió tự nhiên nó vào, nó khô. Thế là mình thổi cơm được. Thổi cơm cho mẹ con em nhá. Em ra em mua kính thôi. Này. Hả? Khoan đã. Sao? Tôi có cách rồi. Cách gì? Mình có sáng kiến à? Phải. Sáng kiến gì? Bây giờ tôi dùng cái túi ni lông úp lên đầu. Hay. Vẫn nhìn thấy rõ mọi vật. Hay. Vẫn quạt cái bếp than cho hay bà. Hay quá. Mà lại không bị khói. Úi dồi ôi, phát minh hay quá. Rồi. Thế là bà không phải mua kính nữa. Đúng rồi, không phải mua. Bà tiết kiệm được 10.000. Được. Thế bây giờ bà đưa 10.000 cho tôi. Đây, 10.000 của mình đây. Mình xin. Ơ thôi, để em cầm cho nhá. Nó lại nói phải rồi. Thằng Son Cố Đô này hay thật đấy. Vừa rẻ lại vừa tốt. Thế sao bà không mở xưởng sản xuất son đi? Trời ơi, mình phải làm cái khác mới đặt hàng chứ. Này, em sẽ sản xuất bàn chải đánh răng. Bàn chải nhá, làm bằng thép. Rồi đánh răng rất bền, qua đời này sang đời khác. Thế là thành bàn chải gia truyền, bàn chải cổ. Mà son này chỉ phụ nữ thôi nhá. Còn bàn chải á, ai cũng phải dùng, trừ ra ông móm và trẻ sơ sinh. Nhưng mà này, tôi là người phải phụ trách cái chuyện bán bàn chải đấy nhá. Không. Sao? Mình phải ở nhà, trông nhà trông cửa cho em. Quản bếp lò này này, làm dầu ở cái bếp lò này này. Buồn cười thật. Lĩnh vực nào vào cứ nhảy chách 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 chách. À, nhà mình sắp có khách đấy. Khách nào? Anh này.
anh có biết cái cậu khách mà 5 năm trước mà em nói chuyện không? Tên là Que ấy. Mà cậu có một cái câu thơ ấy, câu thơ bất hủ, anh biết chưa? Câu thơ gì? Câu thơ một người kim o cả họ được nhờ. Việc Que với chàng Que à? Bây giờ anh biết cậu làm gì không? Tổng giám đốc công ty nhá. Tóm tắt lại là có việc gì mà cậu phải đến đây? Đấy, em giới thiệu làm bàn chải đánh răng, em được 20% và em bỏ 30% là 50% cổ phần của em. Lúc đấy mẹ phải cho con 10% nhá. Con gợi ý cho mẹ gì nữa? Mẹ cho 10%. Nếu anh đỗ được thạc sĩ thì tôi cho anh 20% nữa. Nếu như con lên được tiến sĩ thì mẹ cho con cái gì? Trời ơi. Chưa đỗ ông nghề đã đến hàng tổng. Kia kia, ông nhìn bố anh kia kia. Tiến sĩ giấy đây này, tiến sĩ giấy quạt lò. Không, con sẽ là tiến sĩ xịn. Tiến sĩ có bằng ISO ở nơi. Lúc đấy mẹ phải cho con 30% cơ. Tôi cho anh tất, được chưa? Thôi, vào pha nước cho mẹ. Nhà sắp có khách rồi. Không, mẹ đi vào pha. Đây hay nhỉ? Cái mẹ vào, con đi vào. Con đi vào đây. Gớm, chú đến muộn quá. Vợ chồng tôi chờ chú mỏi cái hai con mắt. Gớm bà chị làm gì mà cứ bị sồn 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 thế? Em nói cho bà chị biết, em về giờ này làm còn may đấy. Chị biết không, em vừa phải tiếp cái thằng cha Jose Mourinho, chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Phát triển Long Long Thế Giới ấy. Em nói cho bà chị biết là bây giờ nhá, David Toe Company G Group nhá, hơi bị hoành tráng, một cái thương hiệu của em giờ hơi bị nổi trên thế giới đấy. Hay này, cái bọn ngân hàng nó vừa nó đánh giá em là khách hàng tiềm năng của nó đấy. Vâng, chị biết không, đối với em bây giờ vay một vài chục triệu đô dễ như bỡ luôn. Này, em báo cho chị một cái tin mừng nhá. Cái món bàn chải oánh răng siêu bền của chị ấy, cái bọn mắt xanh mũi nõ là nó đánh giá rất chia cao ấy. Đánh giá cao hả chú? Dạ vâng. Ôi trời ơi, thế thì tôi sắp giàu rồi. Chú uống nước đi này. Bồm. Không ngon à? Tôi đổ cái pha ấm khác. Chị để đây. Phải biết tiết kiệm. Gớm em nói với bà chị cứ như lớp đổ đổ vịt ấy. Em nói cái vấn đề này từ cái lúc mà chị em còn nghèo. Là phải tiết kiệm, phải biết tiết kiệm. Ngày xưa mình nghèo thì mình tiết kiệm 1, bây giờ mình giàu mình phải tiết kiệm 10. Rất hân hạnh được làm quen với lại nhà kinh tế học vĩ đại của thế kỷ 21. Em cũng rất vinh dự là được chào giáo sư tiến sĩ quạt nò. Em nói thật với bác ấy, là bà chị đây ấy là ca ngợi bác, gọi là hết tầm luôn. Bà chị bảo bác là một cái mẫu, gọi là mẫu người đàn ông, phải nói là nó là một cái tượng đài về đàn ông không trời khói. Đấy, cảm ơn. Rồi à, vào biết. Hay ca, cẩn thận. Được, nhưng mà tôi nói này, ông muốn phết lắc nào phết lắc, ông cứ thoải con gà mái. Nhưng mà ông đừng chê gái già này cũng biết làm kinh tế nhá. Thế này ông nhìn đây này, son cố đô đấy, đẹp chưa? Cơm nước đàng hoàng đó chưa? Mấy cái áo hàng xóm móm răng ở cạnh nhà tôi, nhìn cái mùi này đi, mắt cho nó có sáng rực kìa. Cũng gào hấu như được, cũng chỉ đói chứ điên đúng không? Nào không chịu nổi, tôi điên thế chứ. Tôi cho một trưởng, nát một đời hoa với tôi. Bác ơi, ai lại làm thế? Các cụ bảo là nát một đời hoa thì phải đền bằng 3 bụng chuối. Bác có mỗi một quả thì phải biết chữ gìn thế này. Này, em nói thật với bác, bà chị đây lém cho người đường kia để em quẩn luôn tôi gọt đấy chứ để uống gì mới không móm. Đây chú ơi, bây giờ là anh em mình làm tí rượu ha. Bây giờ nhá. Đấy chú ơi, 100%. Vâng em xin. Nhá, nào. Chúc chú làm ăn phát đạt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giọt giọt như cả
thì tin. Thì nhân đây em cũng chúc gọi là tiến sĩ quạt nò gọi là tiết kiệm nhiên liệu ở góc độ tối đa. Thú thực với ông bác là thế này. Rồi. Hôm nay là em sang thì muốn là bàn với cả vợ chồng bác một cái dự án lớn. Thôi. Bàn với tớ là được rồi. Bác lại em ạ. Đấy, nó chỉ có như thế thôi. Quan điểm của em là thế này. Mình cứ chiều theo cái nguyện vọng các cụ xưa ấy. Ui dồi ôi, chả thú gì. Cái vùng này mà sẵn thế mà. Em đảm bảo với bác là chúng mình thành công. Thành công đấy. Chặt chẽ nhá. Dạ vâng. Nằm cái này. Bác chăm cho em, bác chăm. Này. Hợp tác chặt chẽ này. Chết rồi. Thì anh đã bảo là anh đi làm bàn mấy cái dự án với bác Bánh. Thì anh biết rồi. Em sai anh mua cám gì? Cám non đi, anh mua vừa đông một yến để bếp ấy. Thuốc tăng trọng nợn gì, mình vẫn còn hơn một yến ở dưới cầm giường ấy. Về ngay đi. Anh biết rồi, về ngay. Em về luôn đây. Em về nhá. Cứ thế nhá. Hợp tác chặt chẽ nhá. Bây giờ em nói bác thế này nhá. Toàn bộ cái khu vực này là đất đây nó đã có chủ rồi. Nó quy hoạch rồi, có dự án rồi. Nhưng mà tới đây là cái bọn ngân hàng phát triển nông nghiệp nông nông thế giới nó rót tiền vào cho em. Thì là em sẽ đầu tư, em mua tất lại toàn bộ cái dự án này. Mua tất của nó luôn? Em mua tất. Sau đó là em lại trả lại bà con tất cả những cái đất của bà con đã bán rồi. Để cho bà con lại được canh tác như bình thường. Ồ thế hả? Vâng. Cái mục đích chính của em ấy là cũng là cái ước muốn của em từ lâu. Tức là em muốn là có một cái dự án gọi là VKC ở trên không. VKC trên không à? Giai đoạn 1 ấy thì là em đầu tư vào nhà vệ sinh. Khi mà em đầu tư xong nhà vệ sinh thì là em cung cấp toàn bộ phân bón cũng như chất thải dội xuống cánh đồng cho bà con. Đúng rồi. Cả một thành phố trên không. Vâng. Ngần mấy con người đưa lên trên không. Thế rồi xú uế rác thải là cứ bừa bãi cho xuống đầu người ta hết à? Ôi giời ơi. Thế thì nó lộn tùng phèo, nó có khác gì cái hồ Linh Quang, dịch tả nó bùng phát, ai người ta chấp nhận được? Bậy quá. Chết, bác lại hiểu sai ý của em rồi. Thế chú định làm thế nào? Em đã xác định em quy hoạch được cả một cái thành phố ở trên cao như thế. Thì có nghĩa là cái vấn đề về vệ sinh môi trường là em phải làm cho nó triệt để. Em xây một cái bể bốt cực lớn ở trên đấy, xong rồi em dẫn bằng một cái đường ống trực tiếp từ trên leo xuống, đưa vào máng thủy lợi của bà con. Đấy, cho nên thải bao nhiêu xuống em xử lý xong, em đưa ra cánh đồng, đưa ra bao nhiêu thì lúa nó ăn hết bấy nhiêu. Ôi lấy đâu ra mà ô nhiễm được. Chú mà không nói thì từ mà biết được. Cái dự án thứ nhất của mình là cái dự án là dự án chốt. Dự án là đưa chị em xuất khẩu đến nước ngoài để lấy chồng rồi nhá. Thì là mình sẽ ưu tiên khi mình đổ đất xong mặt bằng rồi. Mình xây xong khu vệ sinh rồi nhá, mình ưu đãi chị em là mua đất giá rẻ trên không. Đưa chị em lên trước. Hiểu rồi. Chị em sinh sống trên đấy. Đây này bác, em nói cho bác, ví dụ như là mấy chị đang cấy núi cây chẳng hạn. Thì nhà người ta ngay bên trên. Người ta đi làm bằng cách là người ta chỉ đu cái thang dây xuống thôi. Đấy, người ta làm xong người ta lại đu cái thang dây lên. Ôi thế không phải đỡ xảy ra tai nạn giao thông? Đấy thì người ta không phải đầu tư phương tiện giao thông. Cho nên là nàng sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông ở mức độ 100%. Giỏi. Đúng không? Tiết kiệm vào xăng dầu. Ui giỏi quá. Thế nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là cái mà anh em mình đang tiến hành. Đấy là cái vấn đề là chị em xuất khẩu trước mắt ấy. Rồi. Thì bác triển khai đâu rồi? Chuẩn bị xong rồi. Xong rồi gì? Được bao nhiêu rồi? Trong xóm tôi là tôi đã triệu tập được 10 rồi đấy. Không phải ít đâu. Được một chục rồi cả. Một chục rồi chứ còn gì nữa. Bản mông tốt không? Tốt chứ nhỉ. Chứ tâm tốt gì? Tốt quá. Bây giờ đi luôn. Xem luôn được à? Đi luôn, chú đi thị sát với tôi luôn. Đi luôn nhá. Cho vào sổ sách luôn.
Bác bánh nha. Đây rồi. Em cảm giác những cái nhà này có cái mùi vượng khí. Em đoán chắc chắn là trong này có con gái. Mà con gái là đang đến tuổi cập kê lấy chồng. Mũi chú thấy nhỉ? Mũi em thì khỏi nghĩ đi. Đi. Ta vào nhá. Vào, vào. Vào nhá. Bác cứ hoàn toàn bác cứ để tự em coi là độc diễn nhá. Rồi rồi. Bác cứ đế vào cho em thôi. Rồi nhá. Ừ. Vào nhá. Vậy. Này cô em gì ơi. Này cô nghịch mít ơi. Anh có em ấy à? Ừ. Em á? Ừ. Vào đây bác ơi. Đây đây, bác thấy không? Mũi em thính đấy cơ mà em ở nhà này có con gái là có con gái mà này. Này, cho hỏi nhà có chó không? Có ạ. À? Nhưng mà nhà em không bán đâu, con này nuôi từ bé. Khổ quá, tôi hỏi thế là để tôi ném cái viên gạch để đi, sợ nhà có chó. Đúng. Tốt rồi gì? Vâng. Tốt rồi. Thầy bác thấy không? Ta vào việc luôn nhé. Này. Dạ. Cô quay sau anh xem. Em quay ạ? Ừ. Làm gì vậy anh? Thì người ta bảo quay đi, cứ quay đi. Quay đi. Thì cứ quay à? Thì cứ quay đi xem nào. Từ từ. Được chưa anh? Ừ. Bác Kiên, quay lại đằng sau đi. Quay đằng sau đi. Thì cứ đứng đấy này à? Bác thấy không? Khúc nào nó ra khúc nấy thế cơ mà. Nói chung là em duyệt là Tây phải thích. Em nói bác thế. Tỉnh. Anh ơi, tỉnh lắm. Chưa? Em quay lại đây anh bảo đây. Này, cho anh hỏi thế cô chưa xây dựng gia đình đúng không? Lấy chồng á? Ừ. Chưa anh, em. Đấy bác đấy, em tên nhục. Này, cái phụ nữ mà cái phụ nữ là cứ nhìn thấy cái cổ cao ba ngấn là y rằng là chưa chồng. Này. Dạ. Cho bọn anh hỏi tí. Thế em có thích lấy chồng giàu sang để cho nó sung sướng không? Anh hỏi thật đấy. Anh thích rồi anh. Anh cứ hỏi thế. Tốt. Đấy, chính vì là em nắm bắt được cái tâm lý của chị em phụ nữ mà. Là kiểu gì thì cũng phải thích nên lấy chồng nó giàu, nó sang để mình được sung sướng. Đó. Cũng chính vì là anh phát hiện ra cái khuôn mặt của em là rất thích lấy chồng sang để cho nó sung sướng. Thế cho nên là anh mới đặt vấn đề nhá. Anh xin tự giới thiệu, anh là David Toe. Công ty của bọn anh là cái công ty môi giới phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng ở nước ngoài. Không được đâu ạ. Em có người yêu rồi. Người yêu của em đang công tác ở Hà Nội ấy. Cuối tuần này anh ấy về thăm em rồi. Hà Nội thì là cái gì? Có người yêu thì bỏ người yêu đi. Không vấn đề gì đâu. Không phải bác. Đừng có yêu chứ. Này, danh sách của bọn anh ấy. Khối cô có người yêu rồi nhưng mà lại gạt phát người yêu gì đăng ký vào đây rồi đấy. Là anh bảo này. Lấy chồng ấy là lấy chồng nước ngoài chứ không phải lấy chồng Việt Nam. Phải. Đấy. Các cụ bảo rồi. Khoai tây là bao giờ nó cũng phải ngon hơn khoai ta. Cái điều này là điều dĩ nhiên. Có bảo bác. Thế thì thôi. Em mời anh cháu mời bác vào trong nhà để em hỏi cho nó kỹ nhá. Em hỏi bố em đã. Thôi. Ở đây là mình trao đổi trực tiếp luôn, không phải hỏi ý kiến người khác. Người ta tham gia ý kiến nó phức tạp. Thì chờ em hỏi bố em nhá. Thôi này em ơi. Bố ơi. Này. Không phải bố đâu. Bây giờ em lớn bằng thế này rồi. Việc gì phải hỏi ai? Của là của em cho ai người ấy được. Việc gì phải hỏi ấy? Không, em vẫn phải hỏi bố em. Để em hỏi một tí thôi. Bố ơi. Cái gì đây? Có anh này, anh ấy muốn giới thiệu con lấy chồng Tây. Bố có đồng ý không? Chào bác ạ. Không có Tây đầu gì hết. Bảo hai anh ấy đi. Không tao thả chó đấy. Thấy chưa? Không đi nhanh bố em thả chó cắn chết đấy. Ô nhà có chó? Có. Thế sao anh ấy còn rốt rồi? Nhưng mà bố em thả. Ủa chó thật bác ạ. Này. Dạ. Này, nếu như mà em thay đổi ý kiến nhá, thì là em cứ điện vào cái này cho anh nhá, để ghi danh sách để đăng ký luôn nhá. Ô anh ơi, cứ số điện thoại này à? Hả? Bác ơi, vợ em bác vợ à, thế sao? Bảo em đi mua cám cho lợn từ sáng đến giờ em quên mất. Ông đi đâu từ sáng tới giờ? Chú đi họp với tôi. Đi họp với bác bánh thì đi đâu? Thế cám bạn tôi bảo ông mua chưa? Quần áo ông đã giặt chưa? Ông còn đi lang thang. Khổ quá thì đã bảo tôi đi họp với bác bánh từ sáng giờ. Thì bây giờ về đi mua có làm sao đâu mà lại, cứ phải to tiếng. Bà xã cậu giống y bà xã tớ đấy. Thôi đi về đi. Thế rồi nhưng mà tốt tính. Dạ vâng. Thôi. Cứ bình tĩnh. Về lo chuyện cá mã đàng hoàng thì mới lo chuyện công ty được chứ, đúng không? Dạ vâng. Thôi. Em phiền bác nhá. Để em dẫn cái thằng cha Huyên Thiên này về giúp em vào tay. Từ từ đấy, người ta nói bác câu đã. Bác bánh ơi. Thôi thì bây giờ này. Em về em đi mua cám, em về nấu cho con nợ nó ăn xong cái em qua bác luôn. Nhá. Rồi. Bác ạ,
Thôi thì anh Hùng thì cũng không qua được ải mỹ nhân. Thôi thì mọi việc công ty là bây giờ bác cứ tự quyết hết nhé. Rồi. Em đi đấy nhá. Đây, em bàn giao cho bác. Rồi, chú để tôi. Đây, cầm lại, đi đi. Bác ơi, bác thông cảm cho em nhé. Để em dẫn cái thằng cha huyên thiên này về nhà. Thứ nhất là nấu cá cho em. Thứ hai, mặc quần áo cho em. Chứ còn cứ để nó đi liên thiên giải quyết công việc như này, em không thể làm được công việc gập đầu như này. Đi. Nào, đi. Nào, cẩn thận cùng bên. Thank you.